Lan Chi Vô mến chào cả nhà nha. Lan Chi Vô xin chào các cô chú, anh chị, quý vị và các bạn. Thì lời đầu tiên thì hôm nay là ngày Noel. Thì Lan Chi Vô xin chúc cho quý vị, các cô chú, quý vị, anh chị và các bạn có một mùa Giáng sinh của năm 2020 thật là an lành và hạnh phúc, cũng như chuẩn bị bước sang một năm mới 2021 nhiều điều tốt đẹp và mới mẻ hơn. Thì hôm nay Lan Chi Vô mời cả nhà cùng đi dạo với Lan Chi Vô thành phố Nha Trang về đêm. Hôm nay là ngày Noel thì cho cả nhà thấy được cái không khí rất là náo nhiệt. Không, cả nhà thấy xe cộ rất là tấp nập cả nhà. Thì hiện tại Lan Chi Vô đang đứng ngay trên con đường Thái Nguyên, gần ngay chỗ ga Nha Trang này cả nhà. Đây là bên trong ga Nha Trang. Còn Lan Chi Vô đang đứng bên cạnh ga Nha Trang đây. Đường Thái Nguyên, đại lộ Gia Long phía xưa. Thì con đường này là con đường Hàng Me khi xưa cả nhà. Đường Gia Long khi xưa cây me rất là nhiều, me cổ thụ. Ngày nay nó là đường Thái Nguyên. Hôm nay đi ra đường đúng là thấy không khí Noel thật cả nhà ơi. Xe cộ rất là đông, người dân họ đi chơi lễ Noel cũng như là các giáo dân họ đi làm lễ ở các cái nhà thờ. Đó, cho nên là đường xá xe cộ nó đông đúc hơn hẳn luôn. Rất là nháo nhiệt. Không khí nó có vẻ làm cho ấm hơn. Ngày Noel lạnh lẽo nhưng cảm giác xe cộ nó đông đúc như này thì nó ấm áp hơn. Đây, ngay đoạn chỗ này là tòa nhà Wincom trên đường Thái Nguyên. Tòa nhà Wincom cây thông của họ rất đẹp. Đang check in chụp ảnh. Có cái tiệc ở bên trong nữa cả nha. Không khí rất là vui tươi. Các cái quán cà phê đồ cũng rất là nhộn nhịp. Đây, chỗ này trước cái công viên thiếu nhi kẹt xe luôn này cả nhà ơi, kẹt xe ở trên ngay vòng xoay ngã 6 luôn rồi. Có thể là xe nhiều quá, xe của giáo dân họ đi làm lễ ở nhà thờ. Thì đoạn đây là gần chỗ nhà thờ núi, nhà thờ núi hay còn gọi là nhà thờ đá, là tên đúng của nó là nhà thờ chánh tòa khi có vua. Nhà thờ này là rất nổi tiếng ở Nha Trang. Thì các giáo dân họ ngày hôm nay lễ Noel nên họ đi làm lễ ở nhà thờ này. Cho nên là dẫn đến là xe cộ nó sẽ cũng bị kẹt một xíu. Đây, bên trong công viên dưới đây cũng rất là nhộn nhịp cả nhà. Giờ này hôm qua nhà Noel vẫn còn đi bắt quà luôn mà. Mấy ngày đây là máu già Noel là làm việc tập lực. Kẹt ngay cái đoạn ngã vòng xoay ngã 6 luôn. Xe cộ khá là đông, không khí rất là tuyệt vời cả nhà ơi. Đúng ngày Tết quá. Đó, đi chơi Tết cũng kẹt xe như thế này. Đây nhà thờ núi cả nhà. Đang rất là trời ơi. Đèn led đồ lên đẹp quá. Để Lan Chi Vô đi dạo một vòng cái khu vực trung tâm thành phố rồi. Và Lan Chi Vô sẽ đi quần lại quay cái khung cảnh ở nhà thờ cho cả nhà xem nha. Giờ này chắc chưa làm lễ đâu. Làm đẹp đâu không. Mấy người dân còn ở ngoài. Đây là nhà thờ núi cả nhà. Đường xây ngã 6 kẹt xe luôn rồi. Ôi, không khí sao mà đông vui quá. Một đêm Noel ở thành phố Nha Trang, không khí tuyệt vời.
lại vô thoát qua phía bên này quá. Giờ ra cho qua bên đường Lê Thánh Tôn, mình đi ra cái khu vực đường Trần Phú nữa nha, không khí ngoài đó như thế nào. Giờ này trời rất là đẹp, thời tiết tuyệt vời luôn, đúng một đêm Noel tuyệt vời, không khí rất là đẹp. Ở chỗ này là ngay cái lot club Lossy nè cả nhà, đèn đồ lên rất là hoành tráng luôn. Đúng là cảm ơn ông trời, ông sững đúng lúc luôn, đúng vào đêm Noel trời đã sững mưa và thời tiết tuyệt vời. Đây, chỗ đây là check in cây thông Noel của tòa nhà AB Central Square, nằm trên đường Lê Thánh Tôn và đường Trần Phú này cả nhà. Cây thông này bữa trước Lan Chico cũng có quay cho cả nhà xem rồi. Chỗ này thì khu nguyên nó rộng hơn. Rồi có xíu về mà chỗ này bán bong bóng nhiều quá. Mấy cái xe bong bóng này gây cản trở giao thông nè, mấy anh cảnh sát đang làm việc.
đứng ở chỗ này là dễ kẹt xe lắm cả nhà. Kẹt xe vòng xoay ngã sáu, vòng xoay đường Lê Thánh Tôn, đường 14 nữa. Và theo tìm hiểu của Lan Chivo thì từ ngày hôm nay là ngày 24 đến ngày 30 tháng 12 thì ở quảng trường 24 Nha Trang sẽ luôn diễn ra vào mỗi đêm đều có chương trình văn nghệ vào mỗi đêm đó cả nhà. Đó. Thì đêm hôm nay là đêm đầu tiên nè. Đó, hiện tại thì đang có chương trình văn nghệ trên quảng trường 24 của thành phố Nha Trang nữa nè. Không khí rất là tuyệt vời, thời tiết rất là ủng hộ cho đêm hôm nay. Và hy vọng cho đến tới Tết, Tết Tây thì đón chào năm mới 2021 thì không khí, thời tiết nó cũng như thế này rất là tuyệt. Đó, và hôm nay ở dưới công ở dưới cái sân bóng thanh niên đó cả nhà, dưới đoạn dưới đường đường phố đoạn Bạch Đằng rồi đó, thì cũng đang có diễn ra khai mạc cái hội chợ, khai mạc hội chợ. Còn ở đây thì ở quảng trường đây thì hôm nay cũng khai mạc đầu tiên cái đêm văn nghệ đầu tiên với chủ đề là lọc biển hả. Đây là trước ngay cái trụ cờ của đường 24 quảng trường này đó nha. Thì vào mỗi đêm từ hôm nay cho đến ngày 30 là vào mỗi đêm đều có chương trình văn nghệ, mỗi đêm là mỗi chương trình ở cái quảng trường 24 này. Không khí khá là nhộn nhịp, sân khấu rất là hoành tráng, hình như là bia